đây có quá nhiều đồ các bạn ạ. Công nhận, lâu rồi tôi mới được nhìn cái đống đồ nào nó đẹp như thế này. Và hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel GZ, mình là Gà. Và ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại một cái event của Realme. Họ cho ra mắt thiết bị AIoT của mình. Nghe thì AIoT nghe và rộng thôi. Thực chất thì hôm nay họ có hai thiết bị chính, đó chính là một cái tai nghe Realme Buds Q thì phải, mình nhớ là vậy. Và một con nữa là con Realme Watch. Và đây là hai sản phẩm chính trong ngày hôm nay. Và nếu như bạn muốn biết hơn về hai sản phẩm này thì hãy đi vào video ngày hôm nay và mình sẽ nói nhiều hơn về hai thứ này. Ok, để với sản phẩm đầu tiên thì đây chính là con Realme Buds Q. Ừ, con này thì được cái mình cầm lần đầu tiên mình cảm nhận được á là nó cực kỳ nhẹ, ui nó nhẹ vãi luôn đấy. Và thực sự là kích thước của nó cũng rất là nhỏ, các bạn coi này, nó chỉ như thế này thôi. Và như vậy á, nó sẽ rất là tiện lợi cho cái việc là mình có thể đút vào túi quần hay là những cái túi quần kiểu nó hơi chật một xíu như túi quần jean á, thì nó rất là dễ. Và khi mà mở ra thì các bạn thấy là con tai nghe này thì không hề có một cái nút bấm ở bất kỳ đâu cả, theo như mình thấy thì là như vậy. Ngoài việc là mặt sau của nó sẽ có một cái cổng, đó chính là micro USB. Còn lại thì gần như là mình không thấy có một cái nút bấm nào cả. Nói về cái chất liệu hoàn thiện thì nó sẽ là một cái chất liệu hoàn thiện, đó chính là nhựa nhám. Và cái phiên bản của mình thì là phiên bản màu đen. Cái bản màu trắng thì mình chưa biết khi nào bán, nhưng mà cái bản màu đen này thì họ sẽ bán trước ở thị trường Việt Nam là bản màu này. Thì mở cái hộp này ra các bạn sẽ thấy đây chính là hai cái tai nghe của chúng ta. Các bạn thấy là bên trong nó là một cái lớp nhựa bóng, mới nhìn cũng rất là đẹp. Và cũng như là cái phần trên này thì nó tất nhiên vẫn là lớp phủ màu đen nhám thôi. Thì cơ bản là với cái màu đen nhám này thì các bạn ra mồ hôi và dấu vân tay thì rất là dễ bám lại nhé. Về cái mẫu tai nghe này thì các bạn thấy là nó có một cái kích thước cũng rất là nhỏ, phù hợp với cái hộp như vậy. Và cái hộp này như mình nói chứ nhỉ, cái hộp nó trọng lượng của nó là 3.6g nhé. Còn cái tai nghe này các bạn thấy này, nó có một cái thiết kế rất là nhỏ gọn, và khi mà đeo lên thì nó cũng không chiếm quá nhiều diện tích trên tai, nhìn nó sẽ bị kỳ hay là gì đó. Và trên này thì các bạn có thể thấy là chúng ta có một cái dòng chữ R của Realme. Và các bạn thấy là nó cũng có một cái màu sắc rất là đặc trưng của Realme, như là cái màu của cái cao su này. Đấy, vẫn là màu vàng, rất là đẹp. Và nó nổi bật hơn so với cái tông màu đen như thế này. Và thật sự nói về cái khả năng gập mở của cái này thì mình thấy nó nằm ở mức khá là tốt. Và khi mà mình mở một tay thì nó sẽ hơi khó một tí, cho nên bắt buộc là mình phải mở bằng hai tay như thế này thì nó sẽ dễ dàng hơn. Và cái tai nghe nằm trong này tất nhiên là nó cũng sẽ được hít bằng nam châm. Các bạn coi này. Đấy, rất là khó rớt nhé. Nhìn chung thì về một cái tai nghe như thế này thì chất âm thì mình cũng chưa trải nghiệm được trong sự kiện này, thì nếu có mình sẽ chia sẻ chi tiết hơn. Nhưng mà nhìn chung thì với cái mức giá của con này theo như Realme công bố là 1.290.000, thì có thể nói là mức giá bạn nào cảm thấy ok thì bạn mới có thể mua. Cá nhân mình thì mình thấy được mức giá cũng tương đối là phù hợp với một cái tai nghe như vậy. Rồi, để vào sản phẩm thứ hai thì đây chính là cái Realme Watch. Trước hết thì mình rất là thích cái hộp của nó. Cái hộp đâu vậy nhỉ? Đây các bạn thấy cái hộp của nó khá là dài như thế này. Rất là quen đúng không? Và thật sự về cái thiết kế của nó thì nhìn chung đây là một cái thiết kế mình thấy cũng gọi là khá hài hòa và nhiều người thích đấy. Đó, còn về cái sợi dây này thì nó được làm bằng cao su và mình cảm thấy là nó rất là mềm và thật sự không có một cái gì đó quá là khó chịu. Hồi nãy thì mình có đeo lên tay thử thì cái tay mình hơi to, đâm ra nó sẽ không hợp cho lắm. Bởi vì có vẻ như là do cái độ dài của sợi dây này thì nó không hợp với tay mình. Nếu như có sợi dây dài hơn thì có lẽ nó sẽ ok hơn. Nhưng mà về cái sợi dây này thì khi trong quá trình mình đeo thì do mình không quen đeo cái kiểu này lắm cho nên nó sẽ hơi khó khăn một tí. Rồi, còn về cái màn hình này thì bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có một cái nút bấm ở bên hông như thế này. Và cái nút bấm này thì nó là một cái đường viền màu vàng rất là đẹp, thì khi mình bấm vào nó sẽ là một cái phím mở màn hình lên. Thì về cái màn hình này mình trải nghiệm nhanh qua thì mình thấy đây cũng là một màn hình khá là chất lượng. Và về cái việc đó chính là hiển thị ngoài trời như thế nào thì mình chưa có test, bởi vì hiện tại mình đang đứng trong phòng rồi các bạn ạ. Thì về cơ bản thì các bạn thấy ở đây nó cũng chỉ hiển thị những cái như là về giờ giấc này, ngày thứ, rồi cũng như là một vài những cái chỉ số đo như là nhịp tim này, quãng đường chạy, cũng như là lượng calo tiêu thụ. Ở trên thì có vẻ như sẽ hiển thị thời tiết khi mà các bạn kết nối với smartphone hay gì đó. Thì đó, các bạn sẽ lướt qua đây, nó sẽ là những cái chế độ khác nhau. Nhìn chung thì cái thao tác lướt của nó mình thấy cũng tương đối là mượt. Và khi mà các bạn vuốt lên như thế này, đây mình bấm trở về home nha, mình vuốt lên. Đó, nó sẽ ra một cái thanh thông báo hiện ra cái chế độ tin nhắn và cũng như là những cái app ở trong này mà nó tích hợp. Đó, những cái mode mà nó tích hợp trong này như là nghe nhạc, đồng hồ báo thức các thứ. Thì nhìn chung đây là một cái đồng hồ các bạn thấy này. Tuy là cái màn hình của nó các bạn nhìn có vẻ là to nhé, thực chất là ở dưới sẽ có một cái dòng chữ Realme hơi khó thấy một tí, nhưng mà cái cách làm này cũng rất là hay. Nhìn chúng ta tưởng là cái màn hình này là một màn hình rất là to, nhưng mà thực chất thì không phải như vậy. Cuối cùng là cái mà muốn nói tới đó chính là về thiết kế. Thì các bạn thấy ở dưới là nó sẽ là bằng nhựa này, nó hơi nhám nhẹ một tí. Và ở đây cũng là nơi mà nó sẽ trang bị những cái như là sạc, chấu sạc, cũng như là cảm biến đo nhịp tim các thứ. Thì cái viền này được cái là nó làm bóng nhìn rất là đẹp, nhưng mà nó chỉ là bằng nhựa thôi nhá. Đấy, thì cơ bản cái đồng hồ này mình cầm lên là đầu tiên mình cảm thấy nó chỉ là nó rất là nhẹ, cũng bởi vì do cái thiết kế của nó và cũng như là cái chất liệu hoàn thiện của nó thì mình cảm thấy là nó nhẹ như vậy. Nhìn chung thì cái đồng hồ này mình khá là ưng, nhưng mà chỉ có điều là cái sợi dây khi mà mình
đeo lên á thì có vẻ như là nó hơi chật đối với cái cổ tay của mình, thì nó có vẻ như là hơi to. Cuối cùng là về mức giá bán thì với con Realme Watch này thì sẽ có mức giá là 1.900.000. Tuy nhiên các bạn nếu như mua sớm thì vẫn có thể được giảm 200k. Nhìn chung thì đây một cái đồng hồ như mình đã nói rồi, khá là ok. Và còn một điểm cuối cùng nữa mà mình muốn nói cho mọi người, đó chính là về con Realme C11 này thì ở video trước mình có trên tay nhanh cho mọi người rồi. Thì trong ngày hôm nay thì Realme họ đã công bố ra cái giá bán của chiếc máy này thì sẽ là vào mức giá là 2.690.000. Một cái giá rất là ngon cho một viên pin 5.000, một cái camera, một thiết kế rất là đẹp đúng không? Mình thấy rất là ok. Ok, và đó là hai thiết bị mà mình đã chia sẻ cho mọi người trong video ngày hôm nay. Thì không biết là các bạn có thích hai cái thiết bị này hay không. Cá nhân mình thì mình rất là thích cái Realme Watch này, rất là đẹp và nó nhẹ nữa, nó hơi phù hợp với tay mình, nhưng mà mình vẫn thích nó. Nếu như bạn thích video này của mình thì đừng quên nhấn like, share và subscribe cho channel GZ Laga. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Hey, tôi bỏ tai nghe ra đây có không ạ? Nó hơi kín.